Xin chào các bạn, hôm nay shop máy bơm mini 68.com xin giới thiệu với các bạn những cái dòng máy bơm không chổi than đang được shop máy bơm mini 68.com chủ yếu cung cấp trên thị trường hiện nay. Tại sao mình nói là chủ yếu? Bởi vì là bên shop còn một số cái dòng không chổi than nữa, tuy nhiên thì hàng bán thì có thời điểm nó hết, ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn. Thì đó là những cái sản phẩm mà rất khó lấy hàng, số lượng hàng ít, cho nên có những thời điểm có và thời điểm không có. Và đây là một số cái sản phẩm mà shop thường xuyên có hàng, thì mình sẽ review để giới thiệu qua những cái dòng bơm không chổi than này trên thị trường hiện nay. Thì đầu tiên giới thiệu với các bạn hai chiếc máy bơm lớn nhất hiện nay shop đang cung cấp bơm không chổi than, là hai dòng máy bơm sử dụng với pin năng lượng mặt trời. Dòng máy bơm 24V 300W, lưu lượng là 1.500 lít trên giờ, tức là 25 lít một phút, và đẩy cao 28m. Dòng máy bơm tiếp theo là 12V 150W, lưu lượng cũng là 25 lít trên phút và đẩy cao 15m. Dòng tiếp theo là dòng bơm 24V bơm tăng áp. Bơm này thì có công suất thực tế của nó là 80W. Bơm này là bơm có tích hợp công tắc cảm biến dòng chảy chuyên tăng áp cho các hệ thống máy giặt, bình nóng lạnh, vòi sen, trong điều kiện là bồn nước cấp nó cách xa so với thiết bị, cách nhau ở độ cao 1m trở lên. Tiếp theo là chiếc bơm 24V 55W, lưu lượng 25 lít một phút và đẩy cao được 12m. Động cơ này có thể bơm cạn hoặc bơm chìm đều được. Tiếp theo là chiếc bơm 24V 30W, đẩy cao 9m, lưu lượng con bơm này là 10 lít một phút. Bơm này thì chuyên sử dụng để làm mát máy, các cái máy công cụ tuần hoàn. Tiếp theo là dòng bơm chìm hoặc để nổi 24V 29W, lưu lượng là 1.000 lít trên giờ, đẩy cao 8m. Bơm này có thể bơm nước nóng hoặc bơm bể cá, các mục đích khác đều được. Tiếp theo là dòng bơm 12V 14,4W, dòng bơm này là bơm chuyên bơm nước nóng, có thể ngâm cạn hoặc để chìm, để cạn hoặc ngâm chìm. Trong trường hợp bơm nước nóng 100 độ C thì phải để nổi và không được sử dụng để chìm trong trường hợp là nước nhiệt độ quá cao. Tiếp theo là hai dòng bơm 800, lưu lượng là 800 lít một giờ, 24V 22W, 12V 19W. Hai dòng bơm này thì chuyên sử dụng để bơm bể cá, làm thác nước, hòn non bộ, ngoài ra còn sử dụng để tưới lốp xe và các cái mục đích khác, đều là động cơ không chổi than, có thể để cạn hoặc ngâm chìm, vận hành êm ái. Và cái mẫu cuối cùng là mẫu 12V 50W, lưu lượng 280 lít trên giờ và đẩy cao 3m. Dòng bơm này là dòng bơm mini, siêu mini, sử dụng cho các bể cá, cảnh trong phòng làm việc, phòng khách. Những dòng động cơ không chổi than này thì tuổi thọ rất là cao và yêu cầu nghiêm ngặt về quá trình sử dụng, đó là đấu đúng âm dương. Tuổi thọ của một số loại có thể lên đến 40.000 giờ, ví dụ như chiếc bơm nước nóng, và một số dòng khác cũng đều là được nhà sản xuất đưa ra là với 30.000 giờ. Tuổi thọ rất là cao và vận hành êm ái. Trong đó thì một số dòng được các bạn sử dụng để bơm nước tưới cây sinh hoạt trong cái điều kiện là không có ắc quy, ví dụ như dòng 24V 55W và hai cái dòng lớn này. Ngoài ra có thể sử dụng dòng bơm tăng áp này để tưới cây, rất ok và hiệu quả. Và để mua các sản phẩm của shop thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và liên hệ qua hotline 038 6898 366, website máy bơm mini 68.com. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trong cái thời gian vừa qua. Các cái sản phẩm này để đặt hàng thì bên dưới video mình sẽ gửi cho các bạn các cái đường link để các bạn truy cập tham khảo về thông số kỹ thuật của từng loại cũng như là cách thức sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.